mẫu mới năm 2024. Honda này là SK15D5 và một bát 40, công suất là 650W, 3 đường tiến, mid bass chép, micro mài nhám, micro UHF, có thể chỉnh được tần số, test được tần số và chỉnh được âm lượng của mic nha. Loa này được Bluetooth, kết nối Bluetooth 5.0 và có những cổng như USB, thẻ nhớ. Mình có thể chỉnh nhạc được trên cái bảng điều khiển như là volume của mic, bass, chép, mic, volume của nhạc, bass, chép, nào có cả echo, delay, reverb để nâng cái giọng hát cho mình nha. Xoay bo mặt trên thì xem con loa này thì cao 75 nha, nó nặng 34kg. Cái thân cấu của loa thì rất là đẹp, chắc chắn bằng gỗ sơn ca chống trầy, mặt trước thì lưới sơn tĩnh điện màu xám, nhìn rất là sang trọng nha, cái cấu hình nè. Riêng con cái mic của con loa này là mic sạc nha, mình có khi mình mua loa thì đã được tặng còn kèm cộng pin trong này, mình hát hết rồi thì mình hết pin là mình sẽ sạc lại thôi nha, chứ không cần phải mua pin, cho nên là rất là tiết kiệm chi phí nha. Và con loa này hôm nay là có giá Finlife của em hôm nay là giá rất là tốt nha. Anh chị chờ em một xíu, em xem nó là một vị trí mấy rồi em sẽ báo anh chị vào cái vị trí để mình xem cho nó được dễ hơn nha. Cái này hiện tại giá là 5.050 nha. Con loa rất là xịn sò nha, đầy đủ các cái chức năng.